Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ITV Club Channel. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip nhỏ trong OBS để mà nó gọi là hay ho hơn, đó là chức năng chuyển cảnh. Thì việc đầu tiên chúng ta nhìn vô cái OBS thì chúng ta sẽ thấy có cái scene generation. Thì bạn nào không có cái này thì các bạn có thể đi vào trong cái view rồi dock rồi bạn sẽ scene generation ha. Bạn hãy click tên, các bạn thấy là chỗ này không có nè, không? Hoặc là bạn sẽ thấy chúng ta sẽ để xin xin generation ha. Tùy tùy các bạn để đây hoặc là các bạn để đây cũng được ha. Thì ví dụ các bạn để đây và chúng ta sẽ add một cái stinger. Thì bình thường chúng ta sẽ có hai chức năng chuyển cảnh, đó là fade với là cut thôi. Ví dụ như fade đây, các bạn chuyển qua đây fade là đó, không? Nó mờ mờ lên cái nha. Rồi chúng ta add một cái stinger vô đây. Ở đây các bạn có thể đặt một cái single, add một cái single và bạn đặt tên gì cũng được các bạn. Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái file, mình sẽ gửi cái file cho các bạn. Thì các bạn sẽ lưu cái file đó ở đâu? Thì các bạn hãy đừng có chuyển cái file đó đi nha, cái vị trí chuyển cái file đi. Bạn sẽ lưu cái file đó ở chỗ nào thì chúng ta sẽ chỉ vào cái file đó ha. Rồi. Cái tiếp theo là để cái time millisecond. Thì các bạn để cho 1000 vô đây như cái này ha, 1000. Rồi các bạn hãy chọn cái audio monitor thì là monitor and output. Rồi cái phây, rồi các bạn có thể view này. Đó, thấy không? Có nghĩa là chuyển cảnh từ A sang B. Ok ha các bạn. Thì chúng ta sẽ áp dụng. Khi khi áp dụng vô như này thì chúng ta sẽ chuyển cảnh qua cái này thì chúng ta sẽ có một cái như này các bạn ha. Rồi ok. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái chuyển cảnh mà nó được xem là cho nó ngầu thôi các bạn. Còn các bạn không muốn mà chuyển cảnh đó nữa thì các bạn sẽ nhấn vào đây, các bạn remove nó ra, thì chúng ta sẽ chuyển về cái tình trạng cũ, các bạn tình trạng cũ, mất cái đó đi. Trên đây là một cái tip nhỏ để hướng dẫn cho các bạn làm cái chuyển cảnh Stinger, với cái file mình sẽ đưa cho các bạn sau. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn thú vị trong cái OBS của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video sau. Thân ái chào tạm biệt.